Messi bị dụ dỗ gia nhập ông lớn ngoại hạng Anh. Người đại diện cũ của Lionel Messi thừa nhận anh từng bị dụ dỗ gia nhập câu lạc bộ Premier League vào năm 2003. Messi đã trải qua 17 năm đầu tiên trong sự nghiệp tại Nou Camp, nơi anh khẳng định mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từ trước đến nay. Messi nổi lên từ học viện La Masia nổi tiếng của Barcelona ở cùng độ tuổi với Cesc Fabregas và Gerard Piqué, cả hai đều rời đi khi còn là thiếu niên trước khi trở lại. Siêu sao người Argentina là một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất ở học viện, nơi anh gia nhập khi mới 13 tuổi. Theo đó, Messi chứng kiến đồng đội thân thiết Fabregas rời câu lạc bộ để đến Arsenal khi mới 16 tuổi. Và người đại diện cũ của anh, Fabian Sondini, hiện đã tiết lộ rằng cầu thủ người Argentina cũng nằm trong tầm ngắm của pháo thủ. Tiết lộ với tờ Marca, Fabian Sondini nói rằng Messi khi đó bị cám dỗ bởi việc chuyển đến Anh vào năm 2003, nhưng cuối cùng vẫn ở lại Tây Ban Nha. Messi đã muốn đến Arsenal, nhưng anh ấy không đi. Tôi nhớ ngày Cesc Fabregas yêu cầu ra đi. Messi cũng được đề nghị, nhưng cuối cùng anh ấy lại không đi, Sondini nói. Tiết lộ này xác nhận tuyên bố của Gerard Piqué khi anh nói rằng trong khi anh và Fabregas lần lượt yêu cầu được chuyển đến Manchester United và Arsenal, Messi không có hứng thú với việc chia tay Barca. Fabregas và Piqué ra mắt câu lạc bộ mới của họ khi còn là thiếu niên, còn Messi tiếp tục ở lại Barcelona khi mới 16 tuổi. Nhà vô địch World Cup 2022 được nhiều câu lạc bộ săn đón trong suốt thời gian thi đấu cho gã khổng lồ Tây Ban Nha khi anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu El Pulga đồng ý chuyển đến Anh ở tuổi 16, sự nghiệp của anh có thể đã khác hoàn toàn so với hiện tại.